Cá mè thì rất là tốt, nhưng mà những người sau đây không nên ăn cá mè để tránh gây hại lớn cho sức khỏe anh chị nhé. Cá mè thì nó là cái món ăn rất là quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Trong cá mè thì nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như là protein, axit béo không no, canxi, phốt pho, sắt, các cái loại axit amin, vitamin A và vitamin B vân vân. Thì cá mè thì như chúng ta biết là nó có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như là cá mè kho nghệ này, kho riềng này, cá mè nấu mè, canh chua cá mè chiên, cá mè nướng vân vân, đúng không? Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể ăn cá mè, bởi vì ấy cá mè nó có tính ôn nhiệt anh chị nhá. Ăn nhiều sẽ sinh nội nhiệt, khát nước, lét miệng. Vì vậy những cái người mà thể trạng dương thịnh, nội nhiệt táo bón hoặc là lở ngứa bụng nhỏ thì chúng ta không nên ăn đâu nhá. Và cũng lưu ý là không ăn gỏi cá mè hoặc là ăn cá chưa nấu chín, do cá thường mang ấu trùng khá là gan đấy anh chị. Anh chị còn biết món nào từ cá mè thì hãy comment phía dưới của video này để cho Trang và mọi người cùng biết nhé. Dương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.